Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến doanh nhân La Điên xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở đối với ông Đặng Ngọc Oánh, sinh năm 1959, trú số nhà 27, đường số 12, khu đô thị Tân Tiến, thị xã Kiến Sương, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Ông Đặng Ngọc Oánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình trong thời gian từ khoảng năm 2016 đến năm 2019 và đã nghỉ hưu theo chế độ từ năm 2019 đến nay. Đây được xem là diễn biến mới nhất trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình liên quan đến doanh nhân có biệt danh La Điên, tức Nguyễn Sơn La. Liên quan đến vụ án này, ngày 1 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhận hối lộ, quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Tô Duy Diệp, sinh năm 1982, làm giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Sương để điều tra về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 2, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Trước đó nữa, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố bắt giam 6 bị can để tiếp tục điều tra xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm Đỗ Xuân Khu, sinh năm 1966, chú xã Bình Định, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương. Ngô Thị Bích Liên, sinh năm 1978, chú thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, là trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kiến Sương. Bùi Đức Chỉnh, sinh năm 1965, chú xã Minh Quang, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang. Phạm Thiên Tư, sinh năm 1961, chú xã Nam Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, nguyên là cán bộ địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Sương. Trần Văn Thành, sinh năm 1983, chú xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là chuyên viên phòng Tài nguyên Môi trường, huyện Kiến Sương. Nguyễn Sơn La, tức La Điên, sinh năm 1957, thường trú tại khu Vincom Shop House Thái Bình, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La. Nguyễn Sơn La, thường gọi La Điên, là đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. La Điên bị cáo buộc đã có hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng, làm trái quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra xử lý triệt để các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Trong vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 12 bị can ở hai nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương, cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2024, cơ quan điều tra đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án, nhưng sau đó, tháng 7 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 9 bị can bị khởi tố trước đó, gồm Phan Văn Sang, Hoàng Quốc Vượng, Phương Hoàng Kim, Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng và 4 bị can khác.
Thời hạn tạm giam 1 tháng 28 ngày kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2024 đến ngày 8 tháng 9 năm 2024. Trong bản kết luận điều tra ban đầu, 9 bị can này bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Cơ quan điều tra khởi tố thêm 3 bị can ở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, gồm Nguyễn Duy Khánh, cựu Cục Phó, Trần Văn Định, cựu trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Phạm Quang Vinh, Phó Phòng Thanh tra Kiểm tra 1. Các bị can này bị tạm giam và khám xét. Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 cá nhân này về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng ra lệnh hoãn xuất cảnh đối với nhiều cá nhân liên quan khác. Theo kết quả điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bị can Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc Bộ Công Thương tham mưu cho Thủ tướng thực hiện quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi. Hành vi phạm tội của 2 bị can gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam số tiền 937 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Hoàng Quốc Vượng đã nộp 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả và được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như được Bộ Công Thương gửi văn bản ghi nhận đóng góp, cống hiến, đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm. Thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội, có nhiều thành tích trong công tác. Đối với ông Phương Hoàng Kim, bị can này được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2013, được Chủ tịch nước Lào tặng bằng khen năm 2010 và Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen trong quá trình công tác. Do đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an kết luận bị can Phương Hoàng Kim được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm 5 khoản 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự. Cùng tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 7 bị can khác gồm Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Danh Sơn, Nguyễn Hữu Khải, Đỗ Ngọc Tuyền, Trương Hoàng Dũng, Phan Văn Sang. Các bị can này có hành vi sai phạm khi Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực, công ty mua bán điện công nhận ngày vận hành thương mại. Cục Thuế tỉnh Bình Phước hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3. Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trước đó, cử tri thành phố Đà Nẵng phản ánh việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị được thực hiện hàng năm và nộp về cơ quan có thẩm quyền quản lý theo Nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, có nhiều trường hợp sau khi bị cơ quan cảnh sát điều tra khám xét thì mới phát hiện ra khối tài sản rất lớn, không kê khai, không rõ nguồn gốc. Cử tri kiến nghị cần quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hơn vấn đề này. Trả lời về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ cho biết thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập hiệu quả là giải pháp quan trọng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, phù hợp với chủ trương mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều quy định biện pháp trong công tác quản lý việc kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130 năm 2020 của Chính phủ, quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập được ban hành tại quyết định số 56 của Bộ Chính trị, đồng thời để siết chặt các quy định về kê tài sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 390 về việc phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. Theo cơ quan thanh tra, đây là dữ liệu quan trọng trong phòng chống tham nhũng nhằm hiện đại hóa, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Cùng với đó, thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, các quy trình quy định phục vụ việc hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ, bảo vệ an toàn và cung cấp chính xác đầy đủ kịp thời về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực và các quy định khác liên quan để góp phần phòng ngừa phát hiện xử lý tham nhũng. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của đề án 390 nói chung và việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập trên phạm vi cả nước nói riêng. Bên cạnh đó, thực hiện luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 130 năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt định hướng xác minh tài sản thu nhập hàng năm.
Thanh tra Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn các bộ ngành địa phương ban hành kế hoạch và triển khai việc xác minh tài sản thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên. Theo báo cáo của cơ quan thanh tra, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 282.826 người đã thực hiện kê khai tài sản thu nhập. Có 2.518 người được xác minh việc kê khai tài sản thu nhập. 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có chức năng trong việc kiểm soát tài sản thu nhập tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!